Xong nhiều nhiều xíu đi. Đông người mà có nhiêu đó vậy? Thế đây là được rồi. Người con hả? Trời ơi, coi bà rửa cá mà như bà giặt đồ hả trời. Bà nhồi như bà giặt quần, nhồi quần áo vậy á. Xin chào, mình là Bắp đây. Bắp xin chúc tất cả ông bà cô chú anh chị mình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nha. Hiện tại thì Bắp đang đi trên đường để đưa 360 chú chim vào sâu trong rừng, trả lại sự tự do cho chúng ở cả nhà mình. Có một cô ở bên Mỹ đã nhờ Bắp mua những chú chim này. Cô muốn hồi hướng và cầu mong cho ba mẹ cô được siêu thoát cả nhà mình. Rất là thương cô luôn. Bắp đang đèo những chú chim ở ngồi sau xe này cả nhà mình. Bắp đang đi tìm một cái địa điểm nào đó thích hợp. Rồi Bắp sẽ phóng sanh chúng nha. Không biết địa điểm nào đây cả nhà. Bây giờ mình cứ tiến sâu vào trong rừng đi rồi tính sau cả nhà. Người ta có câu á, chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất. Không biết chỗ nào nguy hiểm đây. Chắc Bắp phải tìm một cái hố sâu hay là một cái tảng đá cao nào đó. Chỗ đó nguy hiểm cả nhà. Nơi đó sẽ an toàn. Bắp sẽ thả chúng đi nha. Bắp mời cả nhà mình cùng theo Bắp thả những chú chim này về với trời đất và thiên nhiên nha. Đây. Bắp đang đi ngang qua một khu làng của người đồng bào họ sinh sống. Chuẩn bị lên núi này cả nhà. Cả nhà mình ơi, hay là mình leo lên cây trụ điện, mình thả những chú chim này. Tại vì trên cây trụ điện là chỗ nguy hiểm đó cả nhà. Cả nhà mình cho Bắp ý kiến nha. Leo lên cây trụ điện thì chưa kịp thả những chú chim nữa thì Bắp đã quéo quéo rồi cả nhà. Thôi Bắp đùa cả nhà mình chút xíu thôi nha. Buổi chiều hôm nay trời cũng mát mẻ cả nhà nè. Sáng nắng chiều mưa cả nhà mình ơi. Con đường này là mới làm lại, mới tráng nhựa đường lại á. Chứ hôm bữa là gồ ghề khó đi lắm. Không biết con đường này sẽ đưa ta đi đâu. Thôi, ta cứ cắm đầu mà đi thôi cả nhà. Lại lên một con đèo này cả nhà mình. Ôi giời, dạo này ho quá cả nhà ơi. Những chú chim này theo Bắp được biết á thì đa số người Kinh họ bẫy bằng lưới, mà lưới là chỉ giăng ở nơi trống trải thôi cả nhà.
không bị dướng rách lưới người ta. Ví dụ như là đồng ruộng rồi á, nơi đó là trống trải họ sẽ bẫy những con chim này. Còn ở trên rừng núi nè cả nhà mình, cây cối á họ bẫy lưới không có được, tại vì dướng cây họ bẫy không có được, sợ rách lưới. Cho nên địa điểm hôm nay Bắp đưa những chú chim này lên trên đây để thả chúng về với trời đất sẽ là hợp lý hơn cả nhà mình. Không biết cả nhà mình thấy có hợp lý không cả nhà? Cả nhà thấy hợp lý thì cho Bắp một like nha cả nhà mình. Không biết phải đi đến nơi nào đây, tại vì Bắp cũng không muốn để cho người ta thấy, người ta để ý cả nhà mình. Chứ mình thả nơi đây là chỗ nào cũng được, tại vì người đồng bào trên này không, Bắp chưa có thấy ai đi bẫy chim hết. Bắp sẽ tìm một nơi trống thả chúng đi, cho chúng đi tìm thức ăn nữa cả nhà mình. Chứ nhốt chúng lâu quá thì đối khác tội nghiệp đó. Bây giờ Bắp sẽ thả những chú chim ở nơi này luôn. Nơi đây cây cối rất là nhiều. Wow. Đây 360 chú chim đang nằm ở trong này cả nhà mình. Bây giờ Bắp sẽ tháo thùng ra. Bắp vừa bỏ mấy chú chim xuống đất này cả nhà mình. Bây giờ là giây phút các chú chim được trả lại sự tự do, bay về với mẹ thiên nhiên nha. Hôm nay con thay mặt cô Mười Hứa ở Mỹ, cô có mong muốn là phóng sanh những số chim này để hồi hướng và cầu siêu thoát cho ba mẹ của cô. Con cũng cầu mong ơn trên đưa linh hồn ba mẹ cô lên thiên đàng. Và con cũng xin cầu chúc cho cô và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Và Bắp cũng chúc đại gia đình mình thật là nhiều sức khỏe và bình an nha. Bây giờ Bắp sẽ thả những chú chim nha cả nhà mình. Này là chim, người ta gọi là chim mè. Họ bán 7.000 một con cả nhà. Bây giờ Bắp sẽ đặt máy quay ở đây, rồi cho cả nhà mình thấy toàn cảnh những chú chim vui mừng khi được trả sự tự do nha cả nhà mình. Nhà mình ơi, đây này cả nhà, về với thiên nhiên đi con ơi, hãy tìm một nơi đất lành mà đậu nha. Bay đi con, bay đi, bay đi, kiếm nơi an toàn mà ở nha. Bay đi con. Wow, cả nhà thấy rõ không cả nhà? Wow, còn con nữa. Wow, bay quá trời bay luôn rồi, hết rồi cả nhà. Bây giờ Bắp sẽ quăng cái thùng đây, tiếp cái thùng thứ hai nha cả nhà. Bay đi con. Rồi, cầu chúc cho gia đình cô Hứa ở Mỹ thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe đi con. Nhờ cô mà chúng mi được sống đấy. Về đi, về với thiên nhiên đi. Còn một em nữa, bẫy đi con. Chưa trò, em này yếu quá ta. Rồi, bẫy rồi. Hết rồi cả nhà, vứt đây. Wow, thùng thứ ba này cả nhà, bẫy đi con, bẫy đi. Wow. Quá đã, quá đã. Trời, mấy ảnh sung sướng lắm cả nhà.
bữa giờ bị nhốt như là tù á, bây giờ được ảnh tung bay bay lượn tung tăng trên trời, bay đi con bay. Wow, quá đã. Còn một em nữa. Wow, hết luôn cả nhà. Rồi thùng này nữa. Wow, quá đã cả nhà ơi, bay. Bay đi con, bay. Rồi lên núi cao mà ở, đừng xuống đồng bằng, xuống đồng bằng họ bảy chuẩn bị đấy. Về đi. Wow. Wow, kêu trời luôn cả nhà. Rồi tranh thủ cho mấy em này ra đi, đi kiếm ăn đi. Wow, kêu trời luôn. Wow, nó bay, nó bay tít trên núi cao cả nhà mình. Đây hai hộp nữa. Rồi ai cũng được tự do hết, tự do đi, tự do tự tại. Rồi về đi con, về đi, bay đi con, bay đi. Ồ, khát nước rồi cả nhà. Bay đi con, bay đi, bay bay. Sao vậy, mệt hả? Ừ, cũng em đó nè. Nhảy bay ra hoài không chịu, trời anh cứ bay vòng vòng trong đây cái nhà. Rồi bay đi. Ồ, rồi hồi nãy anh kia anh mệt quá, anh chưa chịu bay, bây giờ anh khỏe rồi anh bay. Rồi tiếp theo thùng cuối cùng cả nhà mình. Wow, bay đi con, bay lên tầng mây mà ở. Hết rồi cả nhà, trời mấy anh chị la quá trời la luôn, trời luôn cả nhà. Bây giờ Bắp cũng xin cảm ơn cô Hứa, cô Tân Hứa ở bên Mỹ. Bây giờ con sẽ đi lên một cái vùng kia để thăm những người nghèo nha cả nhà. Bây giờ Bắp mời cả nhà mình đi theo Bắp nha. Bắp đang chạy lên trên này để thăm lại một hoàn cảnh. Hoàn cảnh mà tập video trước Bắp có chia sẻ lên trên kênh của Bắp với cả nhà mình. Ủa, đi đường nào ta? Giờ Bắp đang đi vào trong rừng này cả nhà mình, để thăm lại một hoàn cảnh, hoàn cảnh mà có mấy em nhỏ đi buổi trưa nắng đi vào trong một cái đám rẫy bắp để bẻ bắp về nước ăn ở cả nhà mình, rất là thương luôn. Có cô chú anh chị mình thường quân ở Sài Gòn đã hỗ trợ cho gia đình bé một ít quà. Hôm nay Bắp đi vô trong này để đem những món quà tình thương của cô chú anh chị gửi cho gia đình để cả nhà mình. Lần này lần thứ hai biết Bắp có nhớ đường hay không nữa đây. Chỗ ngay kia có một cái ngã ba rẽ mà không nhớ là rẽ bên trái hay bên phải cả nhà mình. Nếu mà không được thì Bắp sẽ quay trở lại đi đường bên kia. Ủa, biết phải cái đường này không nữa. Ta.
hướng nào luôn cả nhà. Trời, nhìn vô này thử cả nhà. Nhìn lộn đường hay sao á. Ở đây có mấy cây dưa đẹp đó nha. À, người ta kêu bằng lá buông. Lá buông họ họ lấy cái lá đó họ phơi khô rồi lợp cái mái nhà. Quá cả nhà ơi. Ui trời. Ngồi sau có ai đó đang chạy xe máy ngồi sau cả nhà mình. Cái đường kia, cái chú kia chạy không đi, đường dễ không đi cả nhà, lũi vô cái đường khó đi cả nhà. Ngu dễ sợ. Đúng đường á, bắt đi đúng đường cả nhà mình. Ở đây có cái căn chòi nè. Nhà mấy bé đó hình như nằm phía bên tay trái. Bắp nhớ mang máng vậy cả nhà. Cây chạm, cây giấy gì vậy cả nhà. Cái cây mà để họ làm giấy, họ tập vỡ cả nhà. Cái này chắc của nhà nước trồng.
cái nhà này sao cả nhà. Nó coi coi. Sau một hồi chạy vòng vòng trong rừng, chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược cả nhà, cuối cùng thì Bắp cũng tìm được ra ngôi nhà của ba bé nhỏ. Cả nhà nha, hôm nay Bắp có thấy một người phụ nữ cũng trẻ tuổi cả nhà, tầm cỡ hai mấy ba mươi gì đó, đang hái rau hái gì trước nhà. Tập video trước thì Bắp không thấy chị này, có nghe cô nói là chị này đi làm ở trên núi, đi làm thuê làm công gì đó cho người ta, chưa có về. Nhưng mà Bắp nhìn vô bên trong thì không thấy mấy đứa nhỏ cả nhà mình. Bây giờ Bắp sẽ mời cả nhà mình vào trong nhà gia đình họ để thăm hỏi cuộc sống của gia đình nha. Cái con chó con kia nó ghét Bắp hay sao rồi. Mỗi lần tập trước cũng vậy, đi vô nhà sủa quá trời sủa. Hôm nay vô nó gặp mình nó cũng sủa này cả nhà. Nín đi xíu cho ăn miếng, sủa hoài. Hello cả nhà mình. Con chào cô. Con chào cô, nhớ cô không cô? Nhớ con không? Nhớ không? Tưởng đâu không nhớ, mới đâu cách đâu được bao nhiêu ngày đâu, mấy tuần này chứ mấy. Nhớ nhiều không? Nhớ nhiều giá. Hả? Nhớ nhiều rồi nằm đêm có khóc không? Ô em chào chị gái. Chị ơi cho em hỏi năm nay chị nhiêu tuổi rồi? Hả? Chắc 32 vậy đó. Chị 32 hả? 32 nhìn trẻ chứ ta. Ừ. Chị xin nhớ sinh năm bao nhiêu không? Năm 92. À, dạ, 92. Chị có gia đình chưa? Có rồi. Để chồng chị đâu? Chồng chị làm công việc gì? Chồng chị đi bẻ bắp. Đi bẻ bắp hả? Hả? Ủa còn mấy đứa nhỏ kia là cô ơi, mấy đứa nhỏ hôm bữa là con của cái chị nào? Con của hai đứa, một con trai với một con gái, còn của chị đó. À, một đứa con trai, một đứa con gái là con của chị này. Còn có một bé mà mồ côi bị cha bỏ từ lúc nhỏ là phải con chị này không, hay là con của chị khác nữa? Chị con em khác. Con của em gái. À, coi là em gái của chị. Dạ. Rồi mấy bé đâu rồi? Mấy bé đâu, hôm nay con không thấy ai vậy? Đi học. Đi học hả? Rồi chiều về. Rồi chiều tự đi bộ về hay là mình xuống mình chở nó về? Nó lên bộ mà. Chở đi bộ sao nổi, đi lên đây xa lắm, sao đi sao nổi trời? Đi đại theo anh bốn đứa. Bốn đứa dắt nhau đi về? Dạ. Trời ơi giỏi vậy. Dắt đi lên này ngủ trên rẫy luôn. Ngày sáng thì sáng 5 giờ sáng mới xuống đi học, mới đi kịp á. Dạ. Thì đi học. Tại vì không có xe á, đi bộ không á. Dạ dạ. Ừ. Ủa, chị lặt cái lá gì vậy? Cái lá mướp. Lá mướp, để làm gì? Để nấu canh ăn. Ủa trời, hồi đó giờ Bắp mới thấy mà lá mướp nấu canh luôn á trời. Đắng không? Không có đắng gì hết. Hồi đó giờ, trước giờ em thấy toàn là nấu canh với trái mướp không chứ đâu ai mà hái lá mà nấu canh đâu. Lá này ăn cũng ngon, con cũng đang như la gì á, cái gì đâu vậy? Ừ. Ừ, lá đó. Nhưng mà cái cây mướp á, chị bứt cái đọt nó hết rồi, nó đâu có lên trái được, đúng không? Chị phải để nó lớn lên rồi nó có cái đọt nó lớn lên nó mới ra trái được, ăn cái trái nó ngon hơn, nó thơm nữa. Cái mướp này không phải là mướp trái nó dài. Cái mướp nó... Mướp rừng hả? Ừ. À, mướp rừng hả? Kỳ vậy ta? Ừ. Hồi đó vậy mà biết cái mướp rừng luôn á. Đây Bắp chị... nó ngang cơ bằng đầy. Dạ. Bắp chị còn biết là cái trái khổ qua rừng thôi. Khổ qua rừng đắng lắm đúng không? Nhưng mà chưa biết mướp rừng. Lần đầu tiên mới biết luôn á. Cái mướp này là trái nó không có... Trái dài giống như trái...
mướp mình mua ở dưới quang đó đó. Dạ. Nó tay nó ngang ngang cơ bằng cơ này thôi, con có dài. Dạ. Ừ. Cái mướp này lá nó ăn cũng được. Dạ. Không có đắng. Hàng ngày thì chị làm công việc gì để mình kiếm tiền? Đi làm con thuê cho người ta kêu thì mình đi làm. Là giả sử như mình làm công việc gì á? Làm mì, trồng mì gì đó. Trồng mì? Ừ. Là nhổ cỏ này kia đúng không ạ? Ừ. Một ngày người ta trả lương cho chị là bao nhiêu? Một ngày người ta trả có 140 một ngày á. 140 là cao nhất hả? Ừ. Bèo quá ha. Một ngày là 140 người ta trả con á. Ngày 140 mà làm cực không? Cực chứ. Vậy hả? Đại cực khổ, mình làm nuôi con mà. Mấy giờ đi làm chị? 6 giờ rưỡi. Trời ơi, đi sớm vậy. 6 giờ rưỡi làm mà mấy, rồi. Mấy giờ mình đi về? 10 giờ rưỡi về. 10 giờ. Không, buổi chiều làm... làm hết ngày buổi chiều là họ cho mình nghỉ lúc mấy giờ? Chiều thì 4 rưỡi về. Có lúc là 5 giờ. Ừ. Vậy á. Trời ơi, đi làm sáng tinh mơ về tối mịt mờ mà một ngày được có 140 vậy hả? Dạ. Có bao ăn uống gì không? Đâu có bao nhiêu đâu, không có đủ ăn luôn á. Ý là người ta có bao mình ăn uống không? Ăn thì ăn bị lỡ bởi bà đó, có 5 ngàn một bỉ chứ mới. Đâu có no đâu. Chứ buổi trưa không cho ăn cơm hả? Chiều thì ăn, mình về nhà ăn á. Ừ, này mình làm công cho người đồng bào mình luôn hay là cho người Kinh? Làm người đồng bào, người Kinh ít đi lắm, người ta không có kêu. Dạ. Người đồng bào với nhà kêu đi làm thì mình làm gần á. Ừ. Đi xa thì người ta đâu có kêu đâu, không có xe mà đi á. Dạ. Không có xe mà đi làm xa. Ông chồng thì có đi làm thuê không? Có, ít đi làm, người ta không kêu gì hết. Tại vì nó làm không có nổi. Sao nó vậy? Mệt lắm. Sao vậy? Tại vì lúc bữa nó bị giật á. Bị giật hả? Bị bệnh hả? Bị giật xong nó nằm ngã im một chỗ. May bữa nó không có mất, ngã luôn trên suối á, suối nước á. May là bị bệnh gì mà ghê vậy? Ai biết. Thì đi xuống bác sĩ nói là nó bị cao huyết áp với là bị gan chỉ đó, không biết. Đâu có mà sao chồng mình kêu bằng nó, phải kêu bằng anh yêu chứ. Ai đâu kêu anh đó. Đúng không? Mình phải kêu bằng anh yêu rồi cho tình cảm rồi lãng mạn rồi chứ. Rồi, ông anh ông đi lên núi đi tỉa ấp gì rồi. Ừ. Rồi xíu nữa về. Dạ. Hôm nay không thấy mấy đứa nhỏ buồn quá. Hôm bữa mấy đứa nhỏ thấy nó ra ngoài kia nó bể bắp á, đói ra bể bắp xong vô đây nướng ăn thấy thương quá. Rồi nó cho mình ăn cái mình ghiền luôn à. Mình ghiền mình về mình nhớ hoài luôn, nhớ nhung hoài, cái chịu không nổi mới chạy lên đây thăm tụi nó này, bây giờ không thấy tụi nó. Mấy đứa nhỏ đi học rồi. Tôi mới về. Tôi cứ nằm. Nó chịu học không? Chịu học luôn. Giỏi không? Buổi sáng học xong về nhà ăn cơm, ăn cơm xong khoảng 1 giờ đi học lại. À, ý là mấy bé nó chịu học giỏi không? Đâu có học giỏi chứ đâu, mi sao là học đại luôn, mi sao biết học chữ. Đại hả? Biết chữ được hả? Sao là biết chữ rồi. Biết đâu nó học sau này, nó sau này lớn lên nó trưởng thành rồi, nó có kiến thức. Rồi nó biết, lúc đó là nó biết tìm một cái công việc gì đó làm ra tiền nhiều, giúp đỡ cho cha mẹ hay sao. Đúng không? Biết đâu sau này làm hoa hậu người mẫu miền núi hay sao. Rồi hôm nay gia đình mình ăn cái gì vậy? Ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm với lá mướp. Thịt bò hả? Đâu có thịt bò đâu mà ăn. Thịt heo hả? Ăn với dâu rồi bá. Dâu ăn sao? Ăn đâu bậy bạ vậy? Ừ. Có cá gì ăn không? Đâu có cá đâu, lấy dầu xào ăn. Lấy dầu xào này nấu canh ăn thôi. Ừ. Không có cá khô ăn luôn hả? Không có. Trời cá ơi, ra đây. Ta sẽ ban cho người 2 kg cá khô, người chịu không? Thôi chọc giỡn thôi nha. Đi ra đây. Ra đây cho ít đồ nè. Ra đây. Ra phụ em lên ít đồ quà xe đi. Ra đây. Tính ra thì chị nhỏ tuổi em á. Chị nhỏ em 2 tuổi.
Sinh năm 92 là nhỏ hơn hả? Ừ. 2-3 tuổi gì á. Đây. Giờ bây giờ chị phụ em xách cái nào cũng được. Nha, xách đi. Xách đi, tại vì giờ em bế quá. Đó, để em xách phụ cái này cho. Rồi. Cầm cái này hả? Rồi xách bao gạo đi, để em xách cái này cho. Tại vì ôi, rồi, được rồi, xách bao gạo vô. Yeah. Ừ, biết mấy ký không? 10 ký. Hử? Chắc chừng 10 ký đây. 10 ký hả? Ừ. Chù cha, giỏi dữ ta. Biết luôn. Đón hay á. Nhà mình còn gạo nhiều không chị? Còn ít, cứ 2 ký, 3 ký gì đó. Ủa sao ít vậy? Ít chứ, không có tiền đủ mua gạo ăn. Thiệt không á? Thiệt chứ. Đâu đêm coi coi. Đó, con nhà con gạo nhiều không? Đây, ít nè. Trời ơi, còn nhiêu đó hả? Dạ. Nhiêu đó được 1 ký ha? Ừ. Trời ơi, thương chưa cả nhà. Lần trước bắp lên cô cũng chia sẻ là còn ít gạo, sợ hết gạo, ăn cháo được không à. Bưng qua đây cho nó sáng chút xíu. Chị gái. Đó, để đây đi. Rồi, để đây. Bây giờ nha. Bây giờ mình em tặng cho chị là 2 ký cá khô cơm. Rồi, ngồi xuống đi. Đó, bây giờ mình lấy, mình xé luôn, mình xé cá khô ra cái mình nấu luôn, mình chiều nay ăn cơm luôn, thấy không? Tự nhiên vô tình có cá khô ăn luôn, ngon lành luôn à. Nói ngon lành cành đào luôn. Rồi bây giờ chị lấy cá khô đi, bây giờ cô thử người đồng bào mình chế biến món cá khô này như thế nào. Sao? Đó. Bây giờ sẵn mình nấu cơm rồi, cái bây giờ mình lấy mình làm gì, làm món ăn, chịu ăn cơm luôn cho nó ngon. Xả dữ bụng. Vui không chị? Vui không? Vui không? Vui thiệt không? Vui chứ. Tưởng không vui lấy lại đem về luôn á. Ủa. Ủa cái gì vậy? Không biết con gì, con sóc gì. À con sóc con. Ừ. Ủa cả nhà. Sao bỏ lên cái lò lửa nó nóng, nó chết sao? Chết rồi một con đây nè. Trời ơi con bác thì cái chứ. Người ta để bà kia kìa, để bà kia trên, để ngay lò lửa luôn à. Biểu con ta không chết. Mà nó còn chút xíu xíu, sao không để cho nó sống đi, ở với mẹ nó đi. Hả? Bắt đến nuôi hồi nay xong chết rồi. Là ví dụ như, ví dụ chị ở với mẹ chị rồi có người tới bắt chị rồi mẹ chị buồn không? Buồn chứ. buồn mà bắt con ta rồi đem về đây cho chết keo vậy? Bắt để nuôi cho phải chơi chứ. Nó nói chọc đừng có giận nha. Xíu kêu cả làng kéo bắt cóc cái nhốt này, cột này chết luôn rồi nha. Bà chị dầu. Này cơm á hả? Đây cơm. Ừ. Rào bị nhé. Lấy ít. Nấu. Rồi làm gì? Rửa. À rửa. Cá này đâu cần rửa. Cho nó ướt. Xong lấy gì sao sao cho nó ngon. À đúng rồi. Bây giờ cá khô nè, cái mình muốn ngon á, muốn nó mềm mềm xíu á thì mình bỏ nước vô mình ngâm 5-10 phút đi. Đó, cho nó mềm mềm rồi mình vô mình chế biến nó ngon lắm. Ừ. Xong nhiều nhiều xíu đi. Đông người mà có nhiêu đó vậy? Thế đây là được rồi. Người con hả? Trời thương vậy đó nha, ăn tiết kiệm vậy đó. Sợ hết hả? Trời ơi, coi bà rửa cá mà như bà giặt đồ hả trời. Bà nhồi như bà giặt quần, nhồi quần áo vậy. Khổ chị gái thì cái chứ. Thôi để nó ngâm chút xíu đi. Bây giờ ngồi xuống đây em tặng quà thêm cho chị nè. Chị tôi vừa.
Rồi, đây là những món quà của tình thương của quý bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân để giúp đỡ những người nghèo miền núi mình đó. Rồi, hôm nay con đem lên con tặng cho gia đình mình nha. Hôm nay không thấy mấy đứa nhỏ thì buồn quá. Rồi, tặng cho gia đình mình một thùng mì gấu đỏ 30 gói. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn. Rồi em tặng cho chị 10 ký gạo hồi nãy đó nha. À, 1 ký đường cát. Cảm ơn rất nhiều. Biết cái này cái gì không? Hả? Không biết. Trời, miền núi mà không biết cái này. Cô biết cái này cái gì không? Trà. Đúng rồi, chính xác. Người miền núi hay trồng lá trà rồi mà không biết. Bình này được. Rồi, tặng chị gia đình mình một bình bột ngọt. Mỗi lần niêm canh anh niêm ít thôi nha. Tại vì bột ngọt này mình niêm nhiều, mình ăn mình bị giảm trí nhớ. Mình hạn chế ăn ít thôi. Miễn thấy gì vừa ăn bỏ chút xíu xíu thôi. Rồi, cái này cũng vậy, hạt nêm. Còn đó, cái gì cũng có giới hạn hết á, đừng cái gì cũng sử dụng vừa vừa thôi. Rồi, tặng em một chai nước rửa chén. Biết chai này là cái gì không? Coca-Cola. Chai dầu hả? Coca-Cola. Phải không ta? Biết chai gì không? Trời ơi, đứng hình luôn trời. Cái chai gì vậy? Hả? Mâm. Biết mâm. Chai đó mà chai mắm hả? Biết. Biết xì dầu không? Xì dầu ăn hả? À, xì dầu á, xì dầu á, xì dầu nước biết tương đâu, á. Biết đâu xì dầu ăn. À, chai đó chai xì dầu á nha. Dạ. Không biết đâu. Rồi. Biết chai gì không? Chai mắm. Phải không đó? Vừa. Phải mắm không? Mắm dạ. Sao nhìn giống rượu nho dữ ta? Mắm đúng không? Rồi. Tặng cho em một chai dầu ăn ngon, thiệt là ngon, ngon, ngon luôn. Này là chai dầu. Nhà mình còn dầu ăn không? Hết dầu ăn rồi. Thiệt vậy? Thiệt chứ, còn cái chai không đó. Còn chai không hả? Trời, hôm nay may mắn luôn hả? Vừa hết cái có dầu mới xài luôn. Rồi, tặng cho cái bịch luôn. Cho luôn, lấy luôn. Lấy luôn ơi. Lấy luôn, mua lại. Hôm nay có quà vui không chị? À lộn, vui không em? Vui chứ. Vui hả? Dạ. Vui, vui sao không thấy đứa nhảy 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 rồi hết ta. Từng nhảy luôn. Trời, khó gì dữ trời. Rồi bây giờ có dầu đó. Giờ làm món gì đây? Dầu thì sao ăn. Một xíu nữa cho ăn ké bữa cơm luôn nha. Rồi sáng giờ có ăn cái gì đâu. Rồi sáng giờ ăn sáng nhưng mà chưa ăn trưa. Có dầu rồi sao luôn. Ăn luôn. Bỏ trong nhà này. bỏ lại trên xe em cũng được. Trời, cứ lộn cứ rồi em cứ anh cứ chị lộn qua lộn lại hoài luôn cả nhà. Ủa, nó cơm chín nữa hả? Cơm chín rồi, còn canh thôi. Cơm này cả nhà. Ủa, cái gạo gì mà nó nửa mà như cháo á trời. Cái gạo này gạo mà cái kiểu đứt đôi á hả? Ừ. Gạo bán nhiêu 1 ký? 1 ký 14.000 gì đó. Ồ, mắc như vậy. Ừ. Đâu đưa anh coi cái gạo đó coi anh biết gạo ngon hay gạo dở liền à. Đây. Đâu? Gạo dở đó coi. Trời, nhà cũng còn đúng 1 ký gạo cả nhà. Không có tiền mua nhiều quá hả? Không có tiền mua nhiều đâu. Không có tiền mua nổi 50 ký tạ đồ ăn để dành ăn hả? Một cái đó đâu có nổi đâu. Mày là 1 ký 2 ký đó. Cái gạo này hả? Ừ. Giống gạo gạo gì ta? Gạo mình xay. Giống gạo cơm tấm như ta. Không biết gì. Gạo đây 14.000 ký. Nè, anh cảm ơn nha. Đi. Sao cả mày. Rồi nãy hết dầu rồi đâu, hết dầu rồi tính làm cá rồi lấy cái gì mà sao? Hả? Lấy dầu anh tặng hồi nãy. Sao biết anh có dầu? Hả? Sao đẹp nữa. Bảo. Anh ốm gì anh đâu có mỡ gì đâu, đâu có dầu mỡ gì đâu. Ốm mới có da với xương không à. Hết dầu rồi thì nấu canh không? Ăn.
Hơi là đỡ mới giá anh nhụt đỡ. Thì thôi đỡ nhụt đỡ. Trời, cái anh chó kia anh cứ nhìn, anh me me anh nhìn mình hoài luôn á trời. Mình có làm gì anh đâu mà anh cứ, mình có ăn trộm nhà anh đâu mà anh cứ ngồi đó anh cái anh lườm và anh liếc lại, anh nhìn me me nãy giờ luôn. Lạ. Mình đi đâu là anh theo đó à? Sao chứ ổn nhỉ? Sao? Ủa, kỳ vậy? Sao không đổ dầu vô trước mà chờ nóng dầu xong mình đổ cá vô sau chứ? Tại vì không có dầu hồi nãy nó. Dầu nè. Chờ bác coi cả nhà bác khui cho dầu xong cái bên kia không có dầu. Lạy luôn á. Rồi lấy dầu bỏ vô. Rồi. Bỏ tay luôn, không biết làm luôn. Thôi lỡ rồi đổ dầu luôn chứ. Sao dầu? Ít ít thôi, nhiều quá không tốt đâu, không tốt sức khỏe. Dầu mỡ nhiều quá. Ăn ít ít thôi. Ăn dầu mỡ ít ít thôi. Để xịt luôn. Trời ơi, cái tay bằng sắt sao vậy? Đâu có nóng đâu. Sao không nóng? Chưa nóng. Xong kiếm miếng vải, miếng vẽ nào đó, miếng vải là mình nhắc khỏi bị nóng phỏng tay chứ. Rồi. Rắc một miếng nước mắm xuống. Lấy một ít nước mắm, một muỗng nhỏ thôi. Rồi mình rắc một ít bột ngọt. Bột tèn. Mầm. Ủa, nhà hết nước mắm luôn hả? Ừ. Trời, nãy giờ bà tuần lấy cái đồ, nãy giờ bà tuần lấy đồ tôi bà xài không à? Mầm có nè. Có không? Có. Trời, bà giận rồi, bà lấy nước mắm nhà luôn. Giận rồi. Rồi đổ một ít thôi để mặn á. Rồi bỏ thêm cá ít quá, cá thì sao ăn đủ cả gia đình được. Bỏ nhiều ăn chứ. Rồi được rồi. Đâu có ăn cá không đâu, nó ít cá thôi. Rắc rắc thì mấy hộp bột ngọt nữa là ok, vậy là ăn là ngon. Đừng có bỏ đường bị cháy á. Chiều thôi. Trời ơi, nhiều quá rồi. Em ăn lạ luôn. Rồi chờ cơm chín rồi, chờ gia đình đông đủ rồi tập hợp lại. Người chén cơm, người hai con cá. Hả? Ăn tiết kiệm dữ vậy trời. Người hai con cá hả? Là xong bữa cơm. Rồi cả nhà thấy thương chưa cả nhà? Rồi cái món này làm gì đây? Nấu canh. Bỏ gì cá hồi nãy. À, nấu canh. Ok, ngon á. Chị kia cái bà gà nghe. Công nhận cũng giỏi chứ. Ủa rồi em gái của em đâu? Em gái đi theo chồng rồi bỏ con ở nhà với em nuôi thôi, hai đứa con đó. À, anh nhớ rồi. À, con bé bữa là hoàn cảnh của bé là trước là cái em gái của em là có một đời chồng đúng không? Dạ. Rồi bị tai nạn chết đúng không? Bị chồng em bị tai nạn chết rồi. Rồi sau này cái lấy chồng khác hả? Lấy chồng khác ở miền Tây vậy đó. Mà có cưới hỏi gì chưa? Chưa. Rồi đi theo trai luôn rồi. Đâu có tiền gì đâu mà. Rồi đi theo trai luôn, rồi bỏ con ở nhà cho em nuôi. Có một đứa gái duy nhất đó. Đúng rồi. Rồi lâu lâu có về thăm con không? Lâu lâu thì nó về một lần, nhưng mà ít, đâu có gửi tiền về cho con đâu. Không gửi luôn? Không.
là một mình em là gì, đúng không? Dạ. Em là gì em lo cho bé luôn. Lo cho bé tiền đi học nữa, nộp tiền cho bé đi học nữa. Trời, là em phải lo ba đứa, hai đứa con của em nữa. Ừ, hai đứa con em gái, hai đứa con ruột của em. Phải lo chồng em nữa. Giờ chồng em bệnh rồi đúng không? Ừ. Không có không làm được gì đâu, kiếm có tiền. Đâu có đi làm được gì đâu, tại vì nó bị giật á. Giờ bây giờ nuôi mẹ già nữa. Rồi ông già còn không? Mất rồi, mất năm 2010. Ừ. Rồi phải nuôi mẹ già nữa, mà một ngày kiếm được 140. Đúng rồi, đâu có đủ ăn, đủ uống gì đâu. Trời ơi, khổ tiền lục cho bé. Ôi, cháy. Trời ơi, bao nhiêu chuyện gớm không? Thiệt quá, mới. Đâu có cháy đâu. Chưa cháy. Nhiều chuyện giống bắp cả nha. Trời ơi, ví dụ như mà chồng em đi làm về mà thấy trai lạ trong đây, nó ngồi nói chuyện gì, nó lấy cây dưới không trời? Trời. Hả? Đâu dám đâu. Dám không? Trời, lấy cây dưới chạy kịp luôn phải chứ. Anh đâu dám về. Mình dân lạ tới đây nữa. Ừ. Trời ơi, mấy con bé kia chưa này chưa giờ luôn. Chưa tới giờ hả? Chưa. Được coi mấy giờ rồi? Trời, nó về lâu quá. Mới cái 3 giờ mà. Ừ. 4-5 giờ mới lên đây được. 3 giờ mà trời muốn mưa cả nhà. Ừ. Cho nên trời tối, thấy hơi tối. Nè, tại vì mây đen á. Mây đen nó che hết mặt trời rồi. Cái căn nhà đây hồi bữa anh lên, anh đâu có thấy cái máy gì đâu ta. Ai làm vậy? Em làm. Thiệt không á? Thiệt chứ, tự em tay làm đó. Em nhìn ốm anh nữa, yếu ớt vậy sao làm nổi. Anh đây anh nhìn anh còn làm chưa được nữa. Thiệt không á? Thiệt chứ, đâu có ai làm đâu. Hay là chồng em làm? Không có chồng em làm đâu. Tự em làm luôn. Từ căn nhà lớn này, từ căn hè này luôn. Trời ơi, giỏi vậy. Rồi em đi làm suốt, em đi làm thuê làm mướn suốt rồi. Thời gian đâu mà em làm này. Xong thời gian thì nghỉ, không có làm thì mình làm cái nhà. Là mấy cái cây này là phải lên núi hả? Rồi chặt xuống. Ừ. Lên núi chặt xong. Giỏi chứ hả? Nè. Chặt xong tự có làm. Cái máy, tại vì không có người mà làm, tự làm luôn mà. Mưa gió đỡ hả? Giờ bắp quay ạ. Một vòng ngôi nhà cho cả nhà mình xem lại ngôi nhà của gia đình nha. Đó. Cái lá này gọi là bằng lá buông đúng không? Dạ. Ở trên đây ở trên khu trên này cái cây này nhiều ha? Nhiều chứ. Khu vực ở dưới đó nhiều lắm, cái lá buông đó không. Này nhiều khi mà giận nhau cái cầm quẹt chích chích miếng lửa cái là xong luôn á. Hả cô ha? Này mà ngày khô cái chích miếng lửa buồn chích miếng lửa là xong luôn á, coi như là xong luôn á. Tại vì không có tiền mà mua tôn. Là coi như là mất hết cái nhà mấy tỷ luôn á. Cái nhà này là bỏ công mình đi làm đâu tốn đồng nào rồi, đúng không? Không có tốn tiền nhưng mà đâu có ở lâu đâu. Ừ. Nhưng mà có tiền thì mình mua tôn thì lâu. Ở được là bao nhiêu lâu? Cỡ hàng năm, 2 năm không? Năm không? Cũng được 2 năm, 3 năm đó. Ồ, dữ vậy hả? Ừ. Mình làm tốt thì nó lâu cứ bằng đó. Mà ở cái nhà này nó mát, đúng không? Ủa? Nấu canh gì mà nhanh dữ vậy? Hả? Nấu canh hay làm món gì mà kêu nấu canh mà... Chín rồi thì ăn vậy tao mới ngon lá đó. Vậy hả? Ừ. Xào sơ tái rồi là được hả? Ừ. Tưởng đâu nấu canh này mà đổ nước vô chứ. Dạ. Cô dạo này khỏe không cô? Trời ơi, bữa là con thấy cái miệng cô bị nó hơi méo méo ở bên đúng không? Rồi cái đâu thấy con mắt nó bị ấy đâu, sao giờ thấy con mắt nữa ta? Nó bị ảnh hưởng hả? Đứng bên trường nó đào. Mắt đó thì ảnh hưởng từ lúc ba mẹ nó còn đó. Nó mới mua thuốc uống miếc nó mới đỡ đó. Trời ơi, mẹ mình mà kêu nó. Trên đây xưng hô thấy kỳ cục quá. Quen rồi. Hả? Quen rồi. Mẹ thì kêu mẹ chứ tự nhiên mẹ kêu nó như là ngang hàng luôn à. Ừ. Kỳ cục quá. Nó bị... Tính lên người đàn bà lấy vợ mà thôi. Không được. Lấy đâu.
Là nè. Tính lên đây kiếm vợ mà thôi, thôi không lấy đâu. Giờ này khó lắm, giờ dân tộc khó lắm. Sao vậy? Sao không có? Chị xì ạ. Nhà mình đâu có đèn gì đâu đúng không? Đúng rồi. Ở tối không? Ở tối vậy hả? Ừ. Tối thì nấu cơm ăn xong. Tối rồi không có thời ăn nữa. Tối quá. Rồi mà nói chuyện với nhau là đâu thấy mặt đâu, chỉ nghe âm thanh thôi. Ừ. Hình ảnh không thấy. Đâu có thấy đâu, đâu có sáng đâu mà đâu thấy mặt mũi gì đâu, ai cũng như ai hả, tối thui hả. Nhì hàm răng thì thấy. 7 giờ chuẩn bị ngủ rồi. Đúng không, nhì hàm răng màu trắng thì thấy. Thấy hàm răng không mà hết hồn luôn á. Chắc lên đây là buổi ban đêm mà nói chuyện với nói chuyện cái nhì hàm răng cái hết hồn xỉu luôn á. Dạ. Ở trong rừng mà. Trong rừng con mèo trong rừng á. Trời ơi, mù đen hết rồi. Mưa đang trên kia kéo xuống đúng không? Ừ. Cả nhà nhìn xem cả nhà. Đó. Mù đen là ở trên đó, phía trên núi đó là đang mưa cả nhà, chuẩn bị kéo tới đây cả nhà mình. Trời ơi. Không biết sao xíu giờ nữa. Mưa đường này đi khó về lắm. Rồi sao đây, không về là sao? Tối nhà ngủ đêm được không? Không có chỗ ngủ thì cho leo nóc nhà ngủ cũng được. Thì Bắp xin cô chú trích ra một ít quỹ để hỗ trợ cho gia đình, để gia đình có một chút ít, rồi mình xây sở mua gạo, mua cá, mua mắm gì đó cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ. Rồi mình cố gắng mình đi làm ha. Dạ. Hôm nay con xin trích quỹ của cô Hai ở quận 4 ra 200.000, cô Tư ở quận 7 200.000, cô Thuận ở quận 2 200.000, cô Thư ở quận 9 200.000, cô Thơm ở Bình Dương 200.000, chị Loan ở quận 5 200.000, cô Tân Hứa ở Mỹ 200.000, cô Trang ở quận 2 200.000, chị Trang ở quận Bình Tân 200.000, chị Thiên Thần bên Úc 200.000. Với lại clip đợt trước á, Bắp có chia sẻ hoàn cảnh của gia đình cô á lên trên mạng, thì có anh có cư dân chung cư Sadora và bạn bè anh Úc ở Sài Gòn hỗ trợ cho gia đình mình 500.000, để thấy thương hoàn cảnh của gia đình mình quá. Tổng cộng số tiền là 2.500.000, mà con mua số quà đó nó hết là 670.000. Lấy 2.500.000 trừ cho 670.000, số tiền còn lại là 1.830.000. Bây giờ con gửi tiền mặt cho gia đình mình nha, để gia đình mình để dành mua gạo, mua cá, mua mắm gì đó nha. Em biết tờ này nhiêu không? Tờ 500. Trời, đi làm thôi mà không biết tiền nữa thôi rồi luôn á. 1.000.000. 1.500.000. 1.700.000. 1.800.000. 20. Rồi, này 3 này 10.000 nữa là 30.000. 1.830.000. Cô chú đã yêu thương gia đình mình và gửi tặng tiền tặng quà cho gia đình mình. Em có cái đôi lời cảm ơn gì để gửi đến cô chú Mạnh Thường Quân ở phương xa không? Cảm ơn rất nhiều những người đã hỗ trợ cho con. Ừ. Một lời cảm ơn chân thành, ngắn gọn và xúc tích. Như đó thôi đúng không? Cảm ơn rất nhiều. Ừ, ok. Chúc, vậy được rồi. Chúc mọi người sức khỏe. Chúc sức khỏe luôn. Ừ. Giỏi chứ ta. Cảm ơn nhiều nha. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn gia đình mình. Cô chú nghe, cô chú rất là vui á. Bắp cũng xin thay mặt gia đình của cô cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Bắp xin cầu chúc cho cô chú thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an nha. Bây giờ con cũng xin phép gia đình mình con về luôn nha. Dạ. Lần sau có dịp, có duyên thì con sẽ ghé lại thăm gia đình mình. Ok. Bây giờ con xuống núi đây. Trời ơi, mưa gì sao về được. Phải chờ xíu tạnh mưa mới về được chứ. Mưa hết đã nha, về. Dạ. Chờ tạnh mưa. Hồi xíu cho ăn bữa cơm luôn nha. Ăn luôn cũng được. Được không? Ăn cơm. Được chứ. Ăn cơm hả? Ăn nó vui. À. Ủa? Hồi nãy... lấy gì mà anh cái bọc kẹo ơi. Bọc kẹo.
Rồi rồi, đó là ngồi đây, ngồi đây. Ừ. Rồi xíu nữa là chiều á, mấy đứa nhỏ đi học về. Anh tặng cho gia đình mình đó là một một hộp kẹo về nha. Em dỡ ra em coi đếm thử bao nhiêu cục. Dỡ ra hết rồi. Cái này quà của cư dân chung cư Sadora và anh Út. Bạn bè anh Út ở Sài Gòn á, tặng quà cho mấy nhỏ, tặng kẹo mấy nhỏ nha. Cho mấy nhỏ ăn cho nó vui vui. Thắc nha. Đếm bao nhiêu cục ta? Nhiều quá ha. Nhiều. À, 2, 4, 5 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 5, 30 30 cục. Kẹo đây như 2.000 cây sao á. À, một hộp vậy người ta bán 48.000 một hộp ở cả nhà mình. À, mấy đứa nhỏ thích mấy cái kẹo này lắm nè. Đúng không? Đúng. Ừ. Thôi, để dành cho mấy nhỏ nha. Dạ. Này tặng cho mấy nhỏ. Con dạ. Con ơi, con ăn răng con ăn đẹp, con ăn mấy con xuống răng nữa, sống kỳ lắm. Cảm ơn rất nhiều mọi người đã tặng kẹo cho con. Rồi, cảm ơn gia đình mình nha. Chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe. Cố gắng, mình cố gắng lên. Dạ. Giờ không biết khi sao luôn. Thôi mình cố gắng, mình làm xuyên, mình đi làm, mình kiếm tiền nuôi con chứ sao giờ. Trên đây cũng khó khăn quá, nó biết làm gì đâu. Đúng không? Để chỉ mua người ta kêu thì đi làm, không người ta không kêu nữa thì... Có khi nào đi làm xa chưa? Chưa. Đi Đà Lạt rồi chưa, hát cà phê rồi chưa? Chưa. Chưa hả? Đi làm xa đâu có được đâu, mấy đứa nhỏ còn... Ừ. Khó hả? Khó đi lắm. Thì làm mấy con bậy bạ ở trong nhà thôi. Mẹ già thì yếu rồi đúng không? Mẹ đâu già có chăm thì hết yếu được rồi. Ừ. Khổ thiệt chứ. Đi làm xa ai trông con nhỏ, mấy đứa đi học nữa. Ừ. Kiếm tiền nộp cho cô học miễn phí. Thôi anh xin phép gia đình mình giờ luôn nha. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Bắt tay cả giờ luôn. Trời ơi, lần đầu tiên được nắm tay gái đồng bào. Không quen quá. Thôi cảm ơn giờ luôn nha. Bye bye. Bye bye cả nhà mình. Hoàn cảnh gia đình này cũng rất là đáng thương cả nhà mình. Rất là khó khăn trong cuộc sống luôn. Cả nhà mình nhìn xem trên đỉnh núi kìa. Trời ơi, mù đen hết trơn rồi. Bắp vừa xin phép gia đình Bắp về rồi cả nhà mình. Bắp cũng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã mở vòng tay nhân ái giúp đỡ những người nghèo khó khăn. Bắp xin cầu chúc cho tất cả cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an nha. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành và theo dõi những tập video của Bắp nha. Cả nhà đừng tiếc, bấm cho Bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Về thôi cả nhà mình ơi, mưa rồi. Bye bye.